Thưa quý vị, thời gian qua, cùng với sự phục hồi của ngành du lịch, nhu cầu của du khách đối với trải nghiệm du lịch mới ngày càng tăng. Đòi hỏi Đà Nẵng có những sự quan tâm, đầu tư để ngày càng có nhiều sản phẩm du lịch chất lượng. Một trong số đó là đầu tư các điểm đến về đêm để thu hút người dân và du khách đến tham quan mua sắm, điển hình như tại chợ đêm Sơn Trà. Chợ đêm Sơn Trà đã không còn quá xa lạ đối với người dân và du khách khi đến với Đà Nẵng. Được thiết lập gần khu vực Cầu Rồng, hoạt động từ 18 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Thời điểm này, mùa du lịch hè tại Đà Nẵng đã bắt đầu sôi động. Chợ đêm Sơn Trà cũng thu hút hàng ngàn lượt khách đến vui chơi mua sắm. Em đi Đà Nẵng năm nay năm thứ 3 rồi đấy. Nói chung là đến đây em thích lắm. Ở đây con người thân thiện mà cảnh cũng đẹp nữa. Mấy cả chợ đêm như đây vừa xong mua hàng luôn thì giá cả phải chăng. Nói chung là đẹp, đồ đa dạng. Không chỉ góp phần thu hút du khách đến tham quan mua sắm, thời gian gần đây, chợ đêm Sơn Trà đã được đầu tư để trở thành điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp của rất nhiều các doanh nghiệp Đà Nẵng. Đại diện công ty cổ phần DHTC, đơn vị quản lý chợ đêm Sơn Trà cho biết, điều này không chỉ góp phần quảng bá thương hiệu sản phẩm Đà Nẵng rộng rãi, mà còn giúp gắn kết doanh nghiệp, tạo điểm nhấn cho không gian du lịch chung của thành phố. Công ty DHTC của chúng tôi chọn vị trí chợ đêm Sơn Trà Đà Nẵng để làm cái đơn vị làm nơi tổ chức OCOP Việt Nam, bởi vì là cái điểm đến duy nhất, là nơi mà giao thương kết nối thương mại lớn nhất, là nơi mà du khách người ta đến nhiều để mà tham quan và thời gian họ ở đây dài nhất. Cho nên nó là một cái chỉ dấu, là một cái điểm mạnh để mà đưa hàng hóa của Việt Nam, nông sản Việt Nam ra bạn bè quốc tế. Lần đi là lần thứ 3 tới quay lại chợ đêm. Thì lần này có một cái điểm khác biệt là có thêm nhiều cái gian hàng với lại nhiều cái sản phẩm rất là thú vị. Thì bản thân chị cảm thấy là rất là vui vì Đà Nẵng mình có một cái chợ đêm đông đúc như vậy. Cái thứ hai nữa là có rất là nhiều sản phẩm mà mới. Tương tự như chợ đêm Sơn Trà, hiện nay nhu cầu của du khách đối với du lịch đêm là rất cao. Trong khi đó, Đà Nẵng có rất nhiều tiềm năng để phát triển các sản phẩm du lịch trong xu hướng này, đặc biệt là vào các ngày cuối tuần. Cái nhu cầu ở Đà Nẵng đó thì người ta vẫn đông, nhưng mà người ta chỉ tập trung về cái hướng cuối tuần là để người ta đi xem sản phẩm nhiều. Còn đa phần là trong tuần này, mình thấy khách lượng khách nó ít quá. Nên mình cũng mong là bên chỗ Đà Nẵng đó, mình chỉ nên tập trung cái phiên chợ vào cuối tuần. Nó sẽ thu hút khách nhiều hơn. Có thể thấy, sau thời gian dài bị gián đoạn của dịch bệnh COVID-19, hoạt động của chợ đêm Sơn Trà và các hoạt động du lịch về đêm đã và đang trở lại hấp dẫn trong mùa du lịch hè năm nay của thành phố biển Đà Nẵng. Đây cũng là dịp góp phần tăng trưởng cho nền kinh tế của thành phố và tiếp tục xây dựng điểm đến hấp dẫn cho du khách.